Xin chào tất cả mọi người. Trong phần đọc báo tiếng Pháp này, chúng ta sẽ xem một tài liệu xuất hiện ở trang mạng France Bleu Point FR ra từ năm ngoái, từ cách đây một năm, ngày 18 tháng 4 năm 2023, có đề tựa là Des centaines de boulangeries et de boucheries menacées de fermeture dans les Hauts-de-France. Hauts-de-France là tên của một vùng chúng ta gọi là région ở phía bắc của nước Pháp. Chúng ta có thể dịch là Thượng Pháp, ô là phía trên. Đề son tên là hàng trăm, boulangerie là tiệm bán bánh mì hoặc là lò làm bánh mì. Ở đây người ta không phát âm ký tự ô, boulangerie. Boucherie là một tiệm bán thịt, thịt là thịt còn sống, chưa có thể ăn được. Menacé de faire quelque chose là đe dọa làm cái gì, bị đe dọa phải đóng cửa. Như vậy đề tựa này chúng ta có thể dịch như sau: ở vùng Hauts-de-France, hàng trăm các lò bánh mì và những cái tiệm thịt bị đe dọa phải đóng cửa. Và đây là một bài của tác giả Odile Selena. Chúng ta có danh từ boulangerie, tiệm bánh mì hay là lò bánh mì. Une boucherie là tiệm bán thịt. Động từ menacer quelqu'un là đe dọa ai. Menacer de faire quelque chose, đe dọa làm cái gì, bị đe dọa sẽ phải đóng cửa. Hình ở bên phải cho thấy đây là một cái lò làm bánh mì, une boulangerie, và người thợ đang nướng bánh mì. Và bên trái của chúng ta đây là vùng Hauts-de-France. Chúng ta thấy đây là lãnh thổ của Pháp. Và những cái ô nhỏ này là một département, một số département, vài département thì gom lại thành một vùng. Đây là vùng Hauts-de-France. Chúng ta có những cái vùng rất quen thuộc, chẳng hạn như Normandy ở chỗ này, Bretagne ở chỗ này, Provence ở chỗ này, rồi Bourgogne, đó là những vùng rất nổi tiếng, đây là vùng Hauts-de-France. Và bài báo này đang nói là tình hình về kinh doanh, về bánh mì, về thịt ở trong vùng Hauts-de-France, trong cái vùng màu xanh này. Cái vùng này là nằm sát ở phía dưới, biên giới phía Bắc, giáp với nước Bỉ. Nước Bỉ là cái chỗ này đây. Và trong vùng này có một thành phố nổi tiếng là thành phố Lille. Une enquête menée par la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France montre que 18% des boulangers et 15,5% des bouchers des Hauts-de-France redoutent de mettre la clé sous la porte d'ici la fin de l'année en raison de l'explosion des prix de l'électricité. Mener, donc de mener une enquête, là tiến hành một cuộc điều tra. Une enquête, một cuộc điều tra, một cái vụ việc gì đó. Và động từ tiến hành của điều tra, người ta dùng động từ mener. La chambre de métier, phòng của các nghề nghiệp, và l'artisanat là tiểu thủ công nghiệp. De Hauts-de-France, Hauts-de-France là chúng ta vừa mới nói là một vùng ở phía bắc của nước Pháp. Một cuộc điều tra được tiến hành bởi phòng nghề nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của vùng Hauts-de-France cho thấy rằng 18% những người làm bánh mì và 15,5% những người bán thịt. Boulanger là người đứng ra làm, đứng ra làm chủ cái tiệm boulangerie như chúng ta vừa nói đó, và boucher là những người bán thịt đứng làm chủ cho cái tiệm boucherie ở trong vùng Hauts-de-France, lo ngại rằng sẽ phải phá sản. Động từ mettre la clé sous la porte, la porte là cái cửa, la clé là cái chìa khóa, đặt chìa khóa ở dưới cửa. Đây là một cái điển ngữ xuất hiện từ thế kỷ thứ 15, cho thấy là khi chúng ta đi xa thì thay vì mang chìa khóa đi thì chúng ta giấu cái chìa khóa ở dưới cái cửa và để cho không ai biết là chúng ta đi xa. Và bây giờ trở thành mettre la clé sous la porte, tức là chúng ta phá sản, cái cửa tiệm đang hoạt động bây giờ đóng cửa lại, để chìa khóa ở bên dưới cái cửa, tức là không có hoạt động nữa. D'ici la fin de l'année, từ nay, d'ici là từ chỗ này, từ bây giờ, la fin de l'année, tới cuối năm. Như vậy trong khoảng từ nay cho tới cuối năm là bất cứ lúc nào cũng có thể phá sản. En raison de, do bởi, raison de, nguyên nhân do bởi sự bùng nổ. L'explosion là danh từ của sự động từ exploser, là bùng nổ của giá điện. Chúng ta biết năm ngoái là châu Âu đang trải qua một cái thời gian rất là thời gian khủng hoảng về năng lượng đó. Điện với ga rồi tăng rất là nhanh, và các cái ngành nghề này làm bánh mì phải cần rất là nhiều điện, và bây giờ giá điện tăng lên thì người ta sẽ bị phá sản bởi vì tốn phí nhiều quá. Chúng ta có thể dịch lại câu này như sau: một cuộc điều tra tiến hành bởi phòng nghề nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của vùng Hauts-de-France cho thấy là 18% những người bán bánh mì
và 15,5% những người bán thịt ở trong vùng Hauts-de-France lo ngại rằng sẽ phải phá sản từ nay cho tới cuối năm do bởi giá của điện năng tăng cao bùng nổ. Chúng ta vừa thấy ở bên trên ở trong cái đề tựa Boulangerie là tiệm bánh mì. Như vậy người đứng làm chủ tiệm bánh mì là un boulanger. Và tiệm bán thịt là une boucherie và người đứng làm chủ tiệm bán thịt là un boucher. Và rất nhiều người đứng chủ tiệm bánh mì hay là tiệm thịt lo ngại rằng động từ redouter quelqu'un hay quelque chose là sợ hãi, lo ngại một cái điều gì. Và redouter de faire quelque chose là nếu sợ làm cái gì thì chúng ta phải để giới từ de. Và nếu chúng ta sợ rằng redouter que thì phải đi với một động từ subjonctif. Redouter là ngoại động từ trực tiếp, sợ ai hay sợ cái gì, sợ phải làm cái gì, redouter de. Và sợ rằng redouter que, mettre la clé sous la porte là phá sản, tức là fermer boutique, đóng cửa tiệm, buộc cô sự faillite, faillite là sự phá sản, đóng cửa tiệm không phải là để đi nghỉ mà do phá sản. Và d'ici la fin de l'année, từ nay cho tới cuối năm, từ nay đến cuối năm, tức là bất cứ thời điểm nào trong từ nay tới cuối năm thì những người này cũng có thể bị phá sản. Les factures d'énergie ont été multipliées en moyenne par 3 ou 4 ces derniers mois, selon Laurent Rigaud, le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Hauts-de-France. Theo ông Laurent Rigaud, chủ tịch của phòng thương mại, của phòng nghề nghiệp ở vùng Hauts-de-France, thì hóa đơn về năng lượng, tức là điện và gas, đã được nhân lên trung bình gấp 3 hay gấp 4 trong những tháng vừa qua. Infrastructure là một cái hóa đơn. Thì khi chúng ta mua một cái gì thì người ta cho chúng ta một cái hóa đơn, hoặc là khi trả tiền điện, tiền gas, người ta cũng cho chúng ta một cái hóa đơn. Và cái hóa đơn này là về năng lượng, tính chung cả điện và gas. Multiplier là nhân lên. Và động từ nhân lên gấp mấy thì chúng ta dùng giới từ par. Chẳng hạn nhân lên gấp 3 ở trong bài này, multiplier par 3, nhân lên gấp 4, multiplier par 4, và en moyenne là trung bình. Trong những tháng vừa qua thì cái hóa đơn tiền điện đã tăng lên gấp 3, gấp 4, như vậy là rất là nhiều. Nếu tăng lên một ít thì còn có thể chấp nhận, tăng lên gấp 2, gấp 3, gấp 4, như vậy là quá nhiều. La CMA, CMA là Chambre des métiers et de l'artisanat, phòng nghề nghiệp và các cái tiểu thủ công nghiệp. Theo CMA của vùng Hauts-de-France thì cái phòng này đã lancé un cri d'alarme, mà un cri là tiếng la, alarme là báo động, một tiếng báo động, đã phát lên một tiếng báo động như sau, hai chấm: 550 boulangerie pâtisserie pourraient mettre la clé sous la porte dans les Hauts-de-France d'ici la fin de l'année. Khoảng 550 tiệm bán bánh mì và bánh ngọt rất có thể sẽ phá sản ở trong vùng Hauts-de-France từ nay cho tới cuối năm. Đây chúng ta lại có một cái danh từ mới nữa là pâtisserie. Boulangerie thì chỉ bán bánh mì thôi, còn pâtisserie là bánh ngọt, và đôi khi trong một cái tiệm người ta bán luôn cả bánh mì và bánh ngọt, thì có thể ghép hai cái chữ này vào. Boulangerie, pâtisserie, bánh ngọt tức là bánh bông lan, các cái loại bánh ngọt, còn boulangerie là bánh mì. Il pourrait en être de même pour 270 boucheries. Il en est peut-être pour de même. Il pourrait là có thể, cái này là cái điều không chắc chắn. Il en est de même pour, il là vô nhân xưng. Il en est de même pour là cũng giống như vậy. Và có một cái cách nói khác là il en va de même, cũng giống như vậy. Và rất có thể là cũng sẽ giống như vậy cho 270 tiệm bán thịt. Như vậy bên trên người ta cũng dùng động từ ở conditionnel là rất có thể, chưa có gì chắc chắn lắm. Tức là từ nay tới cuối năm rất có thể là 550 tiệm bán bánh mì sẽ phá sản. Và cũng như vậy, chuyện này cũng xảy ra. Il pourrait en être de même, cũng có thể xảy ra cho 270 tiệm bán thịt. C'est ce que montre l'enquête menée par la CMA auprès des boulangers, pâtisseries et des bouchers charcuteries de la région. Và chúng ta lại có một cái danh từ khác nữa, charcutier là người bán thịt nguội đó. Thịt nguội là những loại thịt chúng ta có thể ăn ngay như là jambon, saucisse, rồi ở bên Việt Nam chúng ta là lạp xưởng, giò chả, thì là tiệm bán thịt mà thịt này có thể ăn được. Trong khi boucher là người bán thịt mà thịt này không có thể ăn được, thịt còn sống. Đó là
cái điều mà cái cuộc điều tra được tiến hành bởi CMA là Phòng Nghề nghiệp và Tiểu thủ Công nghiệp, ở nơi một số những cái người bán bánh mì và bánh ngọt, những người bán thịt còn sống và bán thịt nguội của vùng. À partir d'un échantillon de professionnels interrogés, il s'avère que 18% des 3 000 boulangers et pâtisseries de Hauts-de-France redoutent de mettre la clé sous la porte d'ici la fin de l'année. Ở đây chúng ta đã coi rồi, redouter de, lo sợ là phải phá sản từ nay tới cuối năm. Và bên trong chúng ta coi danh từ un échantillon là một mẫu, khởi đi từ một mẫu những người làm nghề nghiệp được được hỏi á, người ta lấy không phải hỏi tất cả mọi người 100%, người ta lấy một số thôi, người ta lấy một cái mẫu, một số những người bán bánh mì và một số những người bán thịt, professional là làm nghề nghiệp á, thì người ta hỏi thì il s'avère que, thì nó cho thấy là 18% trong số 3.000 người bán bánh mì và bánh ngọt của vùng Hauts-de-France lo ngại là sẽ phá sản. Tức là cứ ba trong 3.000 này có tới gần 1/5, 1/5 ở đây thì có thể là 600. Khoảng như vậy, khoảng 600 người chủ tiệm bán bánh mì lo ngại là sẽ phải phá sản từ nay cho tới cuối năm. Đó là cái điều mà cuộc điều tra của CMA đã cho thấy. C'est le cas aussi de 15,5% des 1.754 bouchers sur cuisiniers de la région. Và đây cũng là trường hợp của 15,5% trong số 1.754 người bán thịt và bán thịt nguội ở trong vùng. Như vậy 15% tức là khoảng 1/6, 1/6 1.866 khoảng 300, ở trên là khoảng 500. Khoảng 300 những người làm chủ tiệm thịt cũng lo ngại là sẽ bị phá sản từ nay cho tới cuối năm. En cause, nguyên nhân là flambée des coûts de l'énergie. Nguyên nhân đó là việc giá của năng lượng đã lên cao rất là nhanh. Flambé là người ta dùng hình bóng của danh từ flambé là ngọn lửa bùng lên. Để chúng ta thấy đây là trong một cái bếp ăn này. Khi người nấu ăn họ làm một cái món gì đó mà lửa nó bùng lên rất là cao. Thì cái giá năng lượng cũng bùng lên như vậy. Nó không phải lên từ từ mà nó lên rất là nhanh. Người ta dùng là flambé để cho thấy là do bởi giá tăng lên quá nhanh, do đó sẽ có nguy cơ bị phá sản. Selon Laurent Rigaud, le président de la CMA, les factures d'électricité des artisans sont en moyenne été multipliées par 3 ou 4 ces derniers mois. Đây là điều chúng ta đã có ở bên trên. Theo ông Laurent Rigaud, chủ tịch của CMA, thì các cái hóa đơn tiền điện của các cái người tiểu thủ công nghiệp này, tức là những người mà làm bánh mì theo kiểu thủ công á, thì trung bình ông Wayne đã bị nhân lên tới gấp 3, gấp 4 trong thời gian gần đây. Un échantillon là một cái mẫu, chẳng hạn là chúng ta lấy một cái mẫu gạo, một cái mẫu cà phê để xem, để có thể làm đi trưng bày hay là để cho người ta thấy, để trình bày đó. Thì lấy một cái mẫu, thì trong số 3.000 những người bán bánh mì thì người ta lấy một mẫu, người ta lấy một số thôi thì người ta điều tra. Il s'avère que, đây là động từ vô nhân xưng. Il s'avère que là tỏ ra, cho thấy. Ví dụ cái loại thuốc này tỏ ra rất là hữu hiệu. Soromet là cái phương thuốc này. S'avère très efficace. Cái phương thuốc này tỏ ra rất là hữu hiệu. La flambée là ngọn lửa bùng lên. Bây giờ chúng ta đọc lại toàn bài báo này. Des centaines de boulangeries et de boucheries menacées de fermeture dans les Hauts-de-France. Une enquête menée par la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France montre que 18% des boulangers et 15,5% des bouchers des Hauts-de-France redoutent de mettre la clé sous la porte d'ici la fin de l'année en raison de l'explosion des prix de l'électricité. Les factures d'énergie ont été multipliées en moyenne par 3 ou par 4 ces derniers mois. Selon Laurent Rigaud, le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France, la CMA, la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France, lance un cri d'alarme. 550 boulangeries et pâtisseries pourraient mettre la clé sous la porte dans les Hauts-de-France d'ici la fin de l'année. Il pourrait en être de même pour 270 boucheries.